Tính có năm nay. Tính cả năm nay. Tính cả năm nay. Chữ có hay chữ cả? Chữ có. Cả. Tính cả năm nay là đã tính cả 4 mùa Giáng sinh mình và bạn ở bên nhau. Wow. Cảm ơn bạn luôn đồng hành cùng mình, chia sẻ và yêu thương mình. Chúc những điều bình an, vui vẻ, hạnh phúc sẽ đến với hai đứa mình và gia đình nhé. Chứ học xong mình chở bạn đi chơi nhà thôi nha. Ông già riêng của bạn. Merry Christmas, Giáng sinh an lành. Chúc em một mùa Noel bình an, trọn vẹn bên gia đình và bạn bè, cũng như một năm mới sắp tới sẽ có nhiều tiền lì xì và đánh đâu thắng đó. Anh Phạm Đình Thái Ngân. Trời, chị ký đẹp bây giờ. Trời ơi, vẽ đẹp quá. Cái này chắc quá. Em đi bán quá. Chị ký nè. Quá đẹp. Chúng mình bằng tuổi mà tự nhiên bây giờ có người gọi nhau là anh, có người thì, em. Thì, bạn em mà. Thì anh Ngân sang năm là bạn. Sợ quá, có mình nên chơi vậy. Số 3. Ê này, tôi nhìn tới rồi kìa. Bố rồi kìa, đến lúc rồi kìa. Từ từ, chờ xíu nha. Ôi, khó quá đi, thật sự là không biết được là ai đâu. Ê này, nhìn cái nét này. Ê này, nhìn cái nét này, nhìn nét cho nhìn á. Sao tôi nhìn ai tôi cũng nghi hết vậy? Không, từ từ. Số 3. Thôi mình đứng lên trên đi. Rồi bây giờ mỗi đội sẽ nói về những cái nghi vấn của mình trước ha. Rồi sau đó thì mình sẽ vote. Bạn đúng không? Bạn đúng không? Như nhìn cái mặt bạn là thôi. Bạn này nè. Rồi đội nào nói trước đây? Rồi đội bên này đang nhiều dữ kiện nhất thì xin mời đội của Thái Ngân nói trước. Tôi lúc đầu tôi nghĩ là Vĩnh Thụ, hơi lộn Vũ Thịnh. Nhưng tới giờ tôi vẫn nghĩ là Vũ Thịnh. Tới giờ tôi vẫn nghĩ là Vũ Thịnh. Ủa sao ông này hai mặt cái gì vậy? Hay là ông này ta? Thôi trời, cho có cái quay. Các bạn nói tiếp đi. Nói tiếp đi sao mình... Ừ. À, tôi cũng nghĩ vậy đó. Ừ. Nhưng sau khi một hồi bàn luận, suy đoán, ngẫm nghĩ lại và có nhiều dữ kiện thông tin từ ban tổ chức đưa ra, tôi lại khó đoán tiếp tục. Cho đến khi cái dữ kiện được đưa ra thì có một người lật đật chạy tới che đi. Vội lấy tay che đi. Tôi không cho bạn xem. Rồi, tại vì bạn... Tại vì tôi nghi bạn. Cái ủa? Chiêu này là mình hay dùng lắm nè, bắt đầu gọi là cãi cùn rồi. Nhưng sao? Các bạn không tin tôi đúng không? Mấy bạn có bắt tôi đi. Ủa? Sao chị em tin gì đâu? Thì dĩ nhiên là mấy bạn không tin bạn đúng rồi. Nhưng tại sao bạn lại che? Mình đó có những cái gợi ý gì và tại sao lại chọn Hương ha? Thứ nhất là dữ kiện một là diễn xuất giỏi thì mình gom khoanh vùng lại là hai người này bởi vì hai người là diễn viên đúng không? Đúng. Còn bọn mình nếu mà kể cả mình cái chỉ là tay ngang thôi. Cái thứ hai là TikTok gì? Là bên TikTok. Kia là bên kia là loại là bên kia rồi đó. Hả? Ủa, được cái dữ kiện nó qua đây thì tôi loại được. Không tính bên đó hả? Là bạn này hay chơi TikTok nè. Đúng rồi. Nhưng mà nhìn tôi đâu có chơi đâu. Có 300 bạn thôi lên bạn nhảy đó. Hay chơi. Nhiều. Bớt follow không mấy bạn luôn á. Thôi bạn lên bạn nhảy. Bạn có signature. Signature là gì? Signature gọi là cái signature. Là cái nổi tiếng hả? Là đúng rồi, là một cái nội dung riêng đúng không? Chung á, là tôi chỉ là một suy đoán cuối cúng cùi. Thì bạn này là bạn... bạn học biết cách... Nói chung là ba bạn là con trai, ba bạn thích con gái thì ba bạn không cười. Không, đâu có, ở đây bốn đứa gái hết mà. Ủa? Đâu có, ở đây bốn đứa gái hết mà. Ủa? Ok, chốt. Chốt. Đừng có hối hận nha, chốt mình đừng có hối hận. Mỗi bạn sẽ nói về cái kết quả của mình. Chốt bạn đó. Ok, bây giờ Ngân chốt ai? Ok. Chốt bạn này. Vũ Thịnh chốt ai? Ô tiếp. Ê sao tự nhiên bức tường nói thế là mình không mang chứ vậy trời. Ok. Không hoang mang, không hoang mang. Rồi Lan Hương chốt ai? Bắt đầu chỉ bừa. Có. Chốt bạn. Cố thôi. Đợi chú anh quay phim nha. Tôi nhảy á. Đợi chú anh quay phim nha. Tôi nghĩ là bắt đầu rồi. À cái gì vậy? Trong tôi nghĩ trong là bạn chị Hữu Thịnh. Tôi nghĩ là bạn chị Hữu Thịnh. Ok, Lan Hương chốt Hữu Thịnh. Đây là đội 2, đang nhiều phiếu nhất là Lan Hương. Lan Hương vào vòng nguy hiểm. Ok, bây giờ tới đội 1. Ê, phân tích đồ giùm đội tôi được không? Chân nhậm.
chân nhậm. Lý do? Phân tích dùng đội tôi được không? Số 3. Sao, có dự kiện gì? Bây giờ có mỗi số 3 thôi. Có mỗi số 3 thôi. Ủa? Phân tích ra là như kỳ vậy? Đây là bọn tôi vừa phân tích ra là như này. Bọn tôi hỏi năm sinh, đây là 2001, là 2 cộng 0 cộng 1 là bằng 3. Đúng, 3. Với dự kiện TikTok bên này nữa. 13 triệu. 13 triệu khoan, nhưng mà cái thứ tự đọc tên đội đọc tên đội cũng là đứng thứ 3 luôn. Danh sách các đội như sau: đội 1 là Fanny, Quang Hùng, Cindy, Trần Nhậm. Không phải nha mọi người, đừng có bị giặt mũi như vậy chị. Không, nhưng mà hồi nãy chị thấy em mò không được cái hộp đó là chị. Em thề, nãy em mò cái hộp đó vậy? Chị đúng không? Đâu, chị đâu mò đâu, ai mò. Đâu? Khó à, không. Ai mò? Khó không? Không. Đúng dễ luôn, móc cái gì ra cái đó luôn. Móc cái gì là ra cái đó luôn. Đúng, cái đó dễ lắm em. Sao nó vừa, hồi nãy Cindy còn có một cái dấu hiệu nữa là lúc mà chơi lắc cái bụng á. Xong thì mình chơi ăn gian. Mình kêu không, mình kêu cúi xuống đi để cho nó ra nhưng mà không cúi. Oh my god. Không phải, với cái lúc mà chơi mà cái quả mình bảo ăn gian mình cứ lấy bớt của đội mình ra. Cứ kêu là chơi công bằng đi, chơi công bằng đi, chơi công bằng đi. Sao bạn ăn ghen quá bạn? Ăn gian đội mình thắng còn gì nữa. Ê này. Này. Ờ, đã thắng vinh quang này, hiểu không? Rồi, nghe rồi. Nghe nãy rồi hai lần liên tiếp rồi. Hiểu chưa? Ta đang làm mọi cách đội mình chiến thắng, có bạn thôi. Thắng vinh quang mà, hiểu không? Tại vì người ta mới, người ta không có biết là lớp mình ăn gian. Trời ơi. Ôi trời ơi, cá biệt bên nhau kìa. Bên nhau. Cá biệt bên nhau kìa. Hiểu rồi. Nhưng mà ngoài bên cạnh đó em còn nghi Hùng nữa. Oh no. Vì sao? Lý do? Tại vì nãy giờ Hùng nó không nhìn vô ánh mắt của em một lần nào. Em hỏi vậy nè. Hùng ơi, có phải là bạn không? Cái Hùng cái gì nè. Hùng nó đang cầm cặp nha. Hùng ơi, bình thường mình kêu Hùng ơi là mình phải quay lại mình nhìn nhau đúng không? Không. Hùng ơi, có phải là bạn không? Không. Oh no. Là bạn đúng không? Nó không em nhìn tôi luôn à? Nó không em nhìn tôi luôn. Tôi đang đi kiếm điện thoại của tôi. Ví dụ như bình thường mình nói là bạn đúng không? Cái này nó sẽ không, tôi như nè. Không, tôi đang đi kiếm cái điện thoại của tôi mà. Không, nó hay thế này này. Tự dưng hôm nay nhá, em quay đang nhìn nó này. Lén cho nó mắc lắm. Xong còn đây gì đây? Vừa quay sang mọi người giới thiệu là tiết học học sinh cá biệt là ai? Mẹ quay sang nhìn không, quay sang này. Xong rồi em còn nghi anh Nhậm nữa. Ủa? Em đây sao? Bây giờ nghi hết luôn á bà. Cái bà đừng nghi hết luôn á. Bởi vì em nói rồi. Em thao túng tâm lý mọi người luôn á hả? Bởi vậy em không suy nghĩ được. Phân tích Trần Nhậm đi Fanny. Tại vì xoáy vô cái Nhậm nãy. Tại vì Trần Nhậm nãy giờ có nhiều cái pha mà làm cho mình cảm thấy là. Ví dụ như là cầm cái khăn màu hồng hồi nãy cho anh Ngân đụng. Cầm khăn là không thấy Ngân, hiểu không? Đã cố tình rất là lộn. Đã tưởng bạn này là du người ta ra chạy này, hiểu không? Tất cả mọi người đang đứng sau lưng rồi mà vẫn cầm cái khăn màu hồng lên. Sao à? Màu hồng. Ê, cái thằng gián điệp này. Oh no. Sao từ từ. Cái thằng gián điệp Nhậm này. Hùng ơi, nhìn vô ánh mắt đi. Tự vote chính bản thân mình. Tôi không có gì để nói hết. Không, theo. Hồi nãy tờ giấy ghi gì? Cái gì? Tờ giấy đầu tiên ghi gì? Tôi là người bình thường. Sao hồi nãy bên này à? Hồi nãy tờ giấy ghi cái gì? Tôi là người bình thường. Làm điều tôi mà. Là người bình thường. Sai. Tôi là học sinh bình thường. À rồi, tôi tin bà. Rồi, mày sai đó, mày là cá biệt đúng không? Cố tình nói vậy để xem đứa nào nói đúng rồi á. Cố tình nói vậy để xem đứa nào nói đúng rồi á. Cái này là cái cách của người ta chiến thuật kìa không? Nghe nó thấy là có mùi lập cờm ấy. Rồi, ok, xin mời. Cái... Cứu tôi chính này đi. Hai đứa đó, về đứa nào? Con Hùng. Hùng cái gì mà Hùng? Hùng á, đó. Những cái gì không liên quan đi ra chỗ khác để cho Hùng, người ta giải quyết được. Hùng không có. Hùng Hùng. Thôi được, tôi sẽ tin các bạn. Bây giờ nha. Không, đừng có. Hùng chốt ai kìa. Để tự chỉ chính mình luôn.
tự lên sàn luôn. Đang lao trở lên sàn thôi. Thôi mình đồng lòng một phát. Có sai chúng ta cùng chịu. Đây. Đây. Đó, đúng rồi. Chốt tôi. Thôi rồi, bạn Hùng. Vote Trần Nhậm. Rồi, Trần Nhậm vote ai? Em vote Quang Hùng. Oh my god. À. Này nhá, phải suy nghĩ. Không não vào. Ê. Xong cái bà này vote bà này. Rồi ok. Mời Cindy. Cindy vote ai? Cindy vote Trần Nhậm. Cindy vote Trần Nhậm. Đúng, chuẩn xác. Gì? Trần Nhậm 2 phiếu. Hai này chơi nhau hả? Fanny. Vậy giờ vote đi đó. Phải vote Trần Nhậm luôn đi. Bạn là người kéo cần của cả cái nhóm đấy. Bạn phải tỉnh táo lên. Tôi nói là bây giờ nha, số 3. Mình có mỗi dữ liệu số 3. Nhưng mà em nghi hết thì em chọn hết được không? Bằng. Được. Chốt đơn đi. Số 3 không, là không được. Mỗi đứa một vote. Số 3, bạn phân tích tôi số 3 là gì? Bạn phân tích xem tại sao bạn chỉ cho tôi số 3. Bây giờ nhân dịp là cái nhóm của em có cái dự kiện số 3 cho nên em sẽ vote 3 phiếu. 1 2 3 1 2 3. Bỏ vào một chiếc xe nè. Ủa. Wow. Trời ơi, mày hùng luôn. Mày hùng đó. Lấy cái tấm thân ra kìa. Chắc chắn là Nhậm không sai chỗ nào luôn. Trời giờ tôi không sai chỗ mất nào. Gì? Giờ sai mất gì? Ê, hay là Fanny ta. Này giờ sai mất gì nào? Bây giờ sai mất gì? Khoan, bây giờ sai mất gì? Giờ sai mất gì đã? Giờ sai mất gì? Không suy nghĩ đấy. Em mượn cái máy quay cái. Em mượn cái máy quay đó. Giờ sai mất gì? Nào, hai mình cá riêng với nhau. Giờ sai mất gì? Nào giờ sai mất gì? Nếu gì đúng không? Ok nào, anh mình hứa nhau. Giờ sai mất gì nào? Nói nhỏ thôi, không qua hai mình đây. Có máy quay chứng kiến rồi, giờ sai mất gì? Giờ sai mất gì? Một bữa ăn ok chưa? Ờ, được chưa? Hứa nào. Hứa chưa? Chắc nhận nhưng mà chắc chưa? Ông mà đúng thì sao? Tôi mà đúng thì ông phải mời tôi chứ. Tôi đang bảo ông á, ông chắc mà, ông đang chắc cái quyết định của ông á. Ừ. Thì nếu mà tôi sai tôi sẽ mời ông một bữa ăn. Ờ ok, nếu mà ông sai thì sao? Tôi làm gì ông sai, tại tôi nói gì ông mà sai. Ông ông vô tôi mà. Tôi không vô ông đâu. Ê, đừng đánh nhau nữa này, đi về chỗ đi. Cái đội này đoàn kết. Trước khi công bố ai là học sinh cá biệt thì xin mời các bạn đến với lại hai bàn tiệc của ngày hôm nay. Ở Nhật Bản, gắn liền với lễ Giáng sinh là hình ảnh một cụ già đeo kính và bộ râu trắng biểu tượng của chuỗi cửa hàng gà rán KFC. Quả thực tại Nhật Bản, nói đến Giáng sinh là phải nhắc đến KFC. Chuyện xảy ra vào đầu những năm 1970, ông Takashi Kawamura, quản lý của cửa hàng KFC đầu tiên tại Nhật Bản đã tổ chức một bữa tiệc gà rán vào dịp lễ Giáng sinh để quảng bá sản phẩm của mình. Anh cho biết ý tưởng đến khi anh nghe một khách hàng nước ngoài phàn nàn về việc không thể mua gà Tây vào dịp Giáng sinh. Theo thống kê, tính đến năm 2016 có khoảng 3.6 triệu các gia đình Nhật sẽ quây quần bên nhau bên một hộp gà KFC, một truyền thống chỉ có ở các nước mặt trời mọc. Đây là phần thưởng dành cho các bạn vì những cố gắng tuyệt vời ngày hôm nay. Bây giờ mời các bạn công bố vai trò của mình trong buổi học ngày hôm nay. Cho một đứa dài khùng hùng. Bum ba dum bum 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 ba dum bum 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 ba dum tung tung cắt tung 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 tung. Nhanh lên, 8 tiếng khúc đầy tiết rồi. Trang tàng trang 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 tung trang cắt tung trang khúc trang cắt tung trang tung cắt tung trang. Không không, cái thiếu là của Nhậm á. Mọi người ta. Đây là phiếu này của Nhậm. Của nó đấy, treo mà của nó. Của nó đấy. Cung cắt tung trang. Của nó treo của nó thật mà. Tết bị lừa chưa? Ngân, à, để biết Otis có thật sự có đổi với Nhậm không, xin mời Thái Ngân mở tiếp. Phiếu của nó đấy. Rồi. Bình thường. Tôi cũng là học sinh bình thường mà. Yeah. Yeah! Ủa, mọi người đặt chữ. Đây là đội. Đi qua lấy đi, đi qua cái lấy cái phiếu. Không phải của nó đấy, hai. Đây là đội bên này có hai học sinh cá biệt, tức là một người đã đổi phiếu. Vậy người đổi phiếu đó là. Học sinh cá biệt thôi đi. Cái của em là. Bên này thua luôn rồi. Bình thường mà. Bình thường. Không phải đâu. Cho bạn xem của tôi luôn đây. À, không cho nó xem, đừng cho xem tôi nó đang cá, thì cho nó xem. Thấy chưa? Oan ức. Ôi, ôi cái cặp mình giống cặp này gì vậy? Tới để ta trêu không? Cậu đâu? Cậu đâu?
Nhưng mà thứ em có chữ ô tin thôi. Đây, đổ tôi đi nhé. Rồi. Oh no. Chơi không đổi phiếu. Tất cả ba thành viên còn lại mở phiếu ra. Ôi, nhậm chứ hay quá ta. Rồi, tất cả các bạn đều đoán đúng. Hai học sinh cá biệt ngày hôm nay là Trần Nhậm và Lan Hương. Rồi, bây giờ tới phần công bố xem món ăn hình phạt dành cho hai bạn học sinh cá biệt thua ngày hôm nay sẽ là gì? Xin mời. 1, 2. Ngon mà. Cái này cũng ngon mà. Cái này ăn được. Cái này là ghê chưa? Cái này là ghê chưa? Con này con nhộng mà. Cái này là món tủ luôn đó. Không, cái này mà ăn với cơm là bát cháy luôn đó. Cái này cứ thua gà đi. Cái này cứ thua gà đi. Ngon nhá. Muốn ăn gì ăn, đại tiệc Noel nên mấy bạn muốn chia sẻ hay muốn làm gì ạ? Ăn gà đi. Thấy ăn đi ngon không? Ở trong này có nhưng mà... Ngoài là có là trong tổ ong không? No! Ngoài là đúng, con nhộng. Nên trong tổ ong không có cái con nhộng trong tổ ong có. Con nhộng này là nó... Nhộng tầm đúng không? Ngồi tư tầm á. Đúng là hồ đồ không có thưởng thức. Không có gì cơ. Con nhộng mà cái chung tổ ong là sao? Cậu tự dưng cậu... Trời dày dữ vậy? Ủa? Sao? Cậu nói bên tôi thế là chúng nó mệt đấy. Không sao đấy. Tao phải kéo cậu chết theo chứ. Xích chúng nó là chúng nó bút con hùng ấy. Tao chết tao phải kéo cậu chết theo. Tới giờ mình ăn. Ăn đi em. Để dành tí, đi ăn cơm trưa. Okay. Rồi bây giờ trong lúc mọi người đang hưởng thức á, thì bây giờ mọi người sẽ đọc cái thiệp. Ủa này đâu phải là Hùng đâu. Hùng mà. Thấy có gì hả? Xin chào Quang Hùng, mình là Ostit đây. Ostit. Hôm nay nhân ngày Noel lạnh giá và ấm áp này, mình có đôi lời muốn gửi đến cậu. Cũng một năm trôi qua. Trời cảm động quá nha. Chúng ta. Trời cảm động quá nha. Đã trải qua những giây phút học tập bên nhau. Mình cảm thấy rất vui vì đã có thêm một người bạn tính tình hiền lành, dễ thương như bạn. Chúc Quang Hùng có một mùa Giáng sinh thật ấm áp và hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu của cậu. Ôi sao chữ xấu thế? Tặng cậu bài hát Mãi Mãi Là Anh Em của anh Hồ Nhất. Hồ Nhất gì vậy? Hồ Nhất Trung. Hồ Nhất Trung. À nhớ nghe nha, ký tên Otis Kota. Trải qua một năm học trôi qua thì mình cảm thấy rất là vui khi mà có thêm một người bạn hiền lành và dễ thương giống như cậu. Hy vọng rằng là từ nay về sau chúng ta sẽ có rất là nhiều kỷ niệm với nhau nữa nhé. Ok. Mãi mãi là anh em. Nhưng mà mong là bạn Hùng sẽ rep tin nhắn mình nhiều hơn. Ví dụ như mình đòi bài thì bạn nhớ trả. Chứ đừng có im lặng như vậy, mình buồn lắm. Ủa mình có mình tặng mà. Quà cho bạn rồi mà bạn không có... Bạn nhắn Messenger mới được. Messenger không bao giờ trả lời nha mọi người. Oh no. Thì chứ mình hơi sống. À không phải của mình. Này ai vậy? Đáng hiền. Xin chào bạn Ngân, mình là Dùng. À Hùng. Gì trời? Hùng đây. Mình là Dũng á. Mình là Hùng đây. Nhân dịp tô đen thui Giáng sinh. Mình chỉ biết chúc bạn đạt được nhiều thành công trong học tập. Học gì nữa ba? Đang học tập má. Quên. Cũng như là gạch cuộc sống. Trong cuộc sống mình biết rằng bạn là một người rất là cố gắng trong học tập. Dù bạn đã thi lại rất là nhiều lần cũng gì nữa bạn. Đúng rồi bạn, cứ đọc tiếp đi. Hùng nhập bài quá ha. Nhưng mà vẫn cố gắng học tiếp cùng lớp tụi mình.
năm sau là bạn đã 20 rồi. Mình chúc bạn kiếm được người yêu trước 20 nhé. Xin tặng Thái Ngân. Số 3 chứ không phải số 2. Số 3 chứ không phải số 2. Tới em. Tới mình. Cái đồ tồi này. Đẹp không em? Trời ơi, một nụ hôn luôn. Cho mình ăn với. Một năm qua Cindy đã làm việc thật chăm chỉ và vất vả rồi. Mong Giáng sinh năm nay Cindy sẽ nhận được nhiều món quà ý nghĩa từ những người thân yêu nhé. Chúc Cindy sẽ thật thành công và được rỡ nhè. Love you. Sao đáng khoe khoe đi người ta ra, người ta trang trí trong huyết kìa. Tôi đẹp thế. Hai bạn nhậm chấm than. Mình là Cindy, hôm nay rất vui được gặp bạn. Ấn tượng của bạn à nhầm ấn tượng của bạn. Ấn tượng của mình về bạn là bạn cười rất đẹp. Hãy luôn giữ nụ cười trên môi và luôn hạnh phúc nhé. Đêm Noel hãy ước một điều gì đó đi nhé. Mình sẽ kêu anh trai mình thực hiện điều ước cho bạn. Hi hi. À, cảm ơn bạn Cindy rất nhiều. Nếu sớm mai đi mà làm sớm mình sẽ cười cho Cindy xem. Nếu sớm mai đi mà làm sớm mình sẽ cười cho Cindy xem. Ghê vậy trời. Về nhà nhau ở đi. Ủa nhưng mà nãy mình mới tặng quà của Hùng mà. Quà cho Hùng mà. Vậy mà thấy người ta cười đẹp. Giờ mình đọc quà, quà của mình có card bao góc của mình rất xinh nè mọi người. Cũng không giống thiệt lắm. Ê mình, cái hình của mình là chụp Noel rồi á. Mình thế. Tuần lộc luôn. Tính có năm nay. Tính cả năm nay. Tính cả năm nay. Chữ có hay chữ cả? Chữ cá. Cả. Cả năm nay là đã tính cá. 4 mùa Giáng sinh mình và bạn ở bên nhau. Wow. Cảm ơn bạn luôn đồng hành cùng mình, chia sẻ và yêu thương mình. Chúc những điều bình an, vui vẻ, hạnh phúc sẽ đến với hai đứa mình và gia đình nhé. Chiếu học xong mình chở bạn đi chơi nhà hơi nhé. Ông giận huyên của bạn. Cảm ơn bạn nha. Mình vẽ đẹp không? Mình vẽ đẹp quá giờ dễ rồi. Đây là ông già Noel, đây là tuần lộc nè. Ba con kiến à. Đấy là tuần lộc. Ba con kiến. Không có. Tuần lộc thì dễ mắc cười vậy. Đến mình nha. Ai biết là mình đây. Nhìn là biết chân nhâm. Chân nhâm à? Chết rồi. Đây mình không biết. Bạn Thịnh Cao rất cao cho mình hỏi bạn ăn gì cao quá vậy. Vậy thôi chứ mình cũng không biết biết gì. Ờ. Chứ không phải chứ mình rồi, chứ mình không có đẹp như chúc này. Bạn Giáng sinh định happy đấy không? Thì có chữ P này. Xong lại hạnh phúc. Chúc bạn Giáng sinh hạnh phúc bên bạn người yêu cute phô mai que của bạn nhé. Không phải người yêu, Ni. À bên Ni, bạn nhưng bên mà bạn Ni Ni của bên bạn Ni cute phô mai que của bạn nhé. Xin vía hai bạn để mình cũng sớm có người yêu. Ai đố bạn biết mình là ai? Không phải xin vía, xin moa cái xin gì vía. Này chắc là bạn Hương rồi. Chỉ bạn Hương mới xin vía. Bạn Hương lại xin vía đó. Ừ. Cảm ơn bạn Hương nha. Ai biết vậy ta? Cái mọi người tự nhiên nói tên ra hết rồi không đoán được gì á. Merry Christmas, Giáng sinh an lành. Chúc em một mùa Noel bình an trọn vẹn bên gia đình và bạn bè, cũng như một năm mới sắp tới sẽ có nhiều tiền lì xì và đánh đâu thắng đó. Anh Phạm Đình Thái Ngân. Trời chị ký đẹp quá vậy. Trời ơi. Vẽ đẹp cái này chắc quá. Em đi bán quá. Chữ ký nè. Quá đẹp. Chúng mình bằng tuổi mà tự nhiên bây giờ có người gọi nhau là anh có người thì, em. Thì anh Ngân sang năm là bạn. À đúng rồi. Lớp lớp hồi lâu hả? Quên, quên. Tình cảm quá hả? Thì anh nghe rồi. Tình cảm quá. Là tôi nha. Ai biết cho tôi trời. Ôi tôi không có cái kẹt qua góc nào luôn kìa. Ôi tôi không có cái kẹt qua góc nào luôn kìa. Có hình nè. Là sao vậy má? Nào đọc thư nè. Đọc thư nha. Ký tên luôn rồi nè. Trần Nham. Trần Nham. Trần Nham. Trần Nham mà. Trần Nham đi cho mình. Đọc coi. Trong một năm qua mình thay bài trưởng thành hơn nhiều. Kinh chân hơn nhiều lắm. Mình thay bài trưởng thành hơn nhiều. Kinh chân hơn nhiều lắm. Đặc biệt nhờ bài con hạnh phúc đó. Mình chuộc bài Giáng sinh thiệt vui. Tính nhờ ông nhà Noel gửi quà cho bạn mà. Ông nội. Ông nội tức bài thui qua không gửi được. Trần Nham. Trần Nham.
Sao bạn viết cái thư gì kỳ vậy? Chữ xấu đâu, mình đọc lại cái tình cảm. Đâu, mình đọc lại cái tình cảm. Nghe thúi quắc luôn á trời. Đọc cô tình cảm, mình đọc cái tình cảm này. Trong một năm qua, mình thấy bạn đánh hơn nhiều, chín chắn hơn cũng nhiều. Đặc biệt là giờ bạn còn hạnh phúc hơn nữa. Mình chúc bạn Giáng sinh thật là vui. Tính nhờ ông già Noel gửi quà cho bạn, mà ông nói là tất bạn của thối quá, không có gửi được. Xong thì trái tim, ký tên Trần Nhậm. Đấy, okay. Tình cảm đấy còn gì nữa. Ôi nhưng mà Nhậm nó ký chữ ký xấu ghê luôn á. Oh no. Ok, xin đi. Hôm nay bạn vô lớp mình, cái bạn phải đi tìm người dối trá, học sinh cá biệt đồ đó. Bạn cảm thấy như thế nào? Mình cảm thấy lớp của mình cũng không được đoàn kết lắm. Ừ thì bình thường nó vậy đó. Lớp vô chi mà bạn. Bình thường nó vậy đó. Nhưng mà mình không vui lắm. Nhưng mà bạn có vui không? Không. Vui. Không. Đang suy nghĩ là biết không vui rồi. Đang soạn lại, đang chấp. Từ từ. Okay. 2, 3. Mười tiếng sau. Đang cố. Không phải, đang cố moi ra xem có cái gì hay đẹp để mà nói ra. Nhưng mà nãy giờ moi, đang cố chưa moi được. Chưa moi được. Bạn xin đi thấy thế nào về bạn Quang Hùng? Ây dì. Thôi mà. Ra thì ngày hôm nay Jenny rất vui khi được đến với lớp học Hoàng Mỹ của tụi mình, gặp được các bạn ở đây. Rất là vui, mong là sẽ có cơ hội được gặp mọi người nhiều hơn nữa. Gặp mọi người nữa hay là gặp chủ món quà nhiều hơn nữa? Đúng rồi, cả hai. Vậy đi. Không. Hôm nay bạn nhận được món quà từ mình, bạn cảm thấy như thế nào? Mình cảm thấy vui lắm. Vui lắm. Cười nè. Vui vậy. Mình đứng giữa hai bạn, mình cảm thấy cái sự sượng luôn á. Vậy là cũng sắp đến thời khắc Noel rồi. Chúc tất cả bạn một mùa Giáng sinh thật là ý nghĩa, vui vẻ bên gia đình, người thân. Bạn nào chưa có người yêu thì có thể đi đón Giáng sinh cùng mình. Bạn nào có người yêu rồi thì dù người yêu đi đón Giáng sinh cùng mình cũng được. Chúc các bạn một mùa Noel thật là ấm áp và hạnh phúc hơn nữa. Chúc mừng các bạn. Merry Christmas. Hôm nay á là mình đi đến rạp chiếu phim. Hình như hôm nay mình có quà hay sao á, nhìn kìa. Thấy không? Wow. Nào. Bức tường cười luôn á hả? Trời hay thiệt. Dễ cười quá. Chị, đến đây chị. Hello. Ôi bạn này xinh vậy. Trời ơi xinh quá. Ê, con nó một tí nè, con nó khóc quá nè. Cho con nó bú đi bà nó ơi. Bà nó ơi. Tụt Trời ơi con nó khóc nè. Trời ơi suốt ngày say xỉn rượu vào. Rồi phá nát cái gia đình này đi nhá cái ông già.